Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Lan Phương kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt Thầy Thích Trúc Đại để tìm hiểu về Phật Đản 2019 tại vùng Hoa Thanh Đốn do Thanh Trúc thực hiện. Xin kính chào tất cả quý vị đến với chương trình Chào Washington DC cùng với Thanh Trúc. Thưa quý vị, để mà nói về cái đại lễ Phật Đản mỗi năm đó, thì năm nay là đại lễ Phật Đản lần thứ ba. Ý Thanh Trúc muốn nói là lần thứ ba khi mà được tổ chức như thế nào, như là một cái hình thức của lễ Vesak. Thì Thanh Trúc có một vị khách mời hôm nay đến từ chùa Giác Sơn ở tiểu bang Maryland, đó là thầy Thích Trúc Đại. Thanh Trúc xin kính chào thầy. Dạ, kính chào chị Thanh Trúc, kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SPTN. Vâng, Thanh Trúc được biết là thưa vào ngày 5 tháng 5 2019 này đó, thì các chùa lớn nhỏ ở trong vùng Washington DC, Maryland và Virginia đều tổ chức đại lễ Phật Đản để chuẩn bị cho cái đại lễ Phật Đản. Bên cạnh đó thì cũng có một chương trình gọi là lễ Phật Đản mà quý thầy gọi là Vesak. Xin thầy cho biết về cái chương trình đó sẽ diễn ra vào ngày nào ở đây ạ? Kính chào chị Thanh Trúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa tất cả quý đồng hương Phật tử Sài Gòn. Hôm nay thầy sẽ đại diện cho quý chư tục đức trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ để nói về cái chương trình đại lễ Phật Đản chung. Tại sao gọi là đại lễ Phật Đản chung? Thường chúng ta kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, các chùa lớn nhỏ đều tổ chức kỷ niệm ngày đản sinh. Tuy nhiên cái tinh thần chung của tăng già trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cũng như muốn nói lên cái tiếng nói chung của tất cả quý đồng hương Phật tử, thành ra mỗi đặc biệt là năm 2017 lần thứ nhất được tổ chức tại Phila, yeah, và 2018 tổ chức tại Virginia, và năm nay là năm thứ ba được tổ chức tại tiểu bang Maryland, và thầy là trưởng ban tổ chức để cho cái lễ hội Phật Đản sắp tới. Thành ra sẽ mời chư tôn đức, kính mời chư tôn đức và tất cả quý đồng hương Phật tử vào ngày 5 tháng 5 năm 2019 tại Maryland sẽ tổ chức đại lễ Phật Đản chung, và cái thời giờ chi tiết thì lúc 1 giờ chiều cho đến 8 giờ tại hội trường Laurel High School, số là 8000 Cherry Lane, Laurel, Maryland 20707. Dạ vâng, nhân nói về cái đại lễ Phật Đản lần thứ ba mà sẽ được tổ chức ở tại Laurel High School ở tiểu bang Maryland đó, thì bây giờ nhắc lại một tí về cái đại lễ Phật Đản chung năm 2018 ở tại vùng Virginia này, thầy đánh giá như thế nào cái sự thành công của đại lễ đó? Thưa quý vị, nhìn lại cái chặng đường đi qua trong 2 năm từ Phila và vừa rồi thì tổ chức ở tại Virginia, rất là vui và rất là hạnh phúc khi tất cả những người con Phật đều trở về rất là đông đúc. Số lượng người có thể là đến 800, gần 1000 vị. Thì mặc dù con số đó không phải là lớn so với cộng đồng Việt Nam ở tại đây, tuy nhiên cũng nói lên được cái tiếng nói rất là lớn của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, đặc biệt là vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, có được tiếng nói chung đối với chư tôn đức cũng như tất cả quý đồng hương Phật tử. Mà nghĩ rằng nếu có tất cả mọi người đều có tiếng nói chung, đều có lòng tri ân chung với Đức Phật, thì cái sức mạnh nó sẽ càng ngày càng lớn. Và chính cái sức mạnh này là sẽ là cái lực đẩy để mà phát triển Phật giáo tại hải ngoại và đặc biệt là tại Đông Bắc Hoa Kỳ này. Dạ vâng, thưa thầy, nội dung của chương trình của đại lễ Phật Đản lần thứ ba ở đây như thế nào trong tư cách là trưởng ban tổ chức? Nội dung của chương trình thì so với những năm trước thì năm nay có một chút khác biệt một xíu, là ngoài cái vấn đề các vị sẽ tập trung lễ diễn hành lúc 12 giờ trưa tại chùa Giác Sơn, sẽ là cái điểm khởi đầu tiên, chư tôn đức và tất cả Phật tử sẽ làm lễ cầu nguyện ở tại đó, sau đó sẽ đi diễn hành về tại trường Laurel High School. Thì khoảng 1 giờ là bắt đầu khởi hành. Thì cách đó bao xa trường? Thì, trường school cách đó đến chùa là khoảng 4 mai. Dạ. Dạ, thì cái tốc độ đi xe thì dự tính là khoảng nửa tiếng, dạ, hoặc là 45 phút. Tức là xe hoa đó. Xe hoa đó. Và, và đặc biệt là lần này xe hoa thì rất là nhiều. Và chúng tôi thiết trí 3 cái xe hoa khác nhau. Tức là 3 cái xe hoa lớn, là xe hoa đầu tiên là lịch sử của Đức Phật Đản Sinh. Thứ hai là sự kiện thứ hai là Đức Phật thành đạo. Và thứ ba là Đức Phật nhập Niết Bàn. Và song song với 3 chiếc xe đó thì những phái đoàn xe của chư tôn đức và tất cả quý Phật tử từ khắp nơi đổ về cho cái lễ đại lễ Phật Đản chung. Và năm nay thì 2 giờ chiều thì có buổi thuyết pháp của chư tôn Trưởng lão Hòa thượng sẽ nói về cái ý nghĩa 3 sự kiện lớn trong cuộc đời của Đức Phật về cái lễ
đại lễ Phật đản chung, và sau đó thì lúc 3 giờ chiều sẽ là chính thức của đại lễ Phật đản chung. Trong chương trình đại lễ chính thức thì có rất nhiều cái chương trình khác, và khoảng 6 giờ thì sẽ có buổi cơm chiều và chương trình văn nghệ cúng dường tưởng niệm ngày đản sinh của Đức Thế Tôn. Thì đây là chương trình xuyên suốt từ 12 giờ trưa cho đến 8 giờ tối. Dạ vâng, đại lễ đản sinh Phật Thích Ca đó, thì kính thưa thầy, đó là một cái, có thể nói là một cái đại lễ chung của mọi người, đặc biệt đối với Phật tử, coi như là một cái lễ rất là lớn. Và đối với những người không phải là đạo Phật đi nữa, họ vẫn nhìn vào đó như là một cái một cái nét văn hóa trong Phật giáo. Thì thưa thầy, thầy có thể cho biết là cái sự đóng góp, cái sự hưởng ứng của các chùa ở từ DC cho tới Virginia cho tới Maryland như thế nào để cho cái đại lễ Phật đản lần thứ ba sắp tới được thành công? Cho đến hiện tại thì quý chư tôn đức trong vùng đã đồng lòng để mà tổ chức những cái sự kiện lớn như thế này, và quý Phật tử thì rất là hạnh phúc khi được nghe tin những cái thông tin như thế này. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái tiếng nói rất lớn của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, mà đặc biệt là Đông Bắc Hoa Kỳ. Bao nhiêu năm rồi chúng ta vẫn tổ chức những hình thức rất là nhỏ, chỉ co cụm trong chùa, nhưng mà nếu chúng tôi nghĩ rằng nếu chư tôn đức cũng như tất cả quý đồng hương Phật tử cùng một lòng mà hướng về tổ chức những sự kiện lớn như thế này thì chắc hẳn rằng cái tiếng nói rất là lớn. Và đặc biệt năm nay thì chúng tôi có mời cả những cái Phật giáo của các nước bạn như là Đài Loan, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, vân vân và vân vân, các vị sư đó cũng có thể đến và tham dự. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở vấn đề của Phật giáo Việt Nam. Đương nhiên Phật giáo Việt Nam đứng ra tổ chức, nhưng mà cái Phật giáo là Phật giáo chung của tất cả những người con Phật. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu mà tất cả mọi người đều ý thức cái vấn đề quan trọng của vấn đề tổ chức đại lễ Phật đản thì ai cũng có tấm lòng như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng cái năng lượng này cũng như cái sức mạnh nó rất lớn, và chính cái sự lớn mạnh này mới khẳng định được rằng cái đạo Phật có giá trị trên cuộc đời, và chúng ta đến với nhau để mà tưởng niệm ân đức của Thế Tôn, và càng ngày thì cái lễ hội nó càng lớn mạnh. Thì như vậy chúng tôi nghĩ rằng sẽ có một tiếng nói nhất định trong cái, không chỉ trong lòng của người dân tộc Việt Nam mà cả dân tộc trên thế giới này. Thưa về mặt chính quyền đó, thì năm ngoái Thánh Trúc cũng được biết là quý thầy cũng có xin phép và vận động với bên county ở đây, ở tại thành phố Falls Church này, rồi cũng như bên police để xin gọi là giữ sự an ninh cho mình đó. Thì có lẽ là ở Maryland cũng phải qua những cái thủ tục đó, và thầy thấy có khó khăn gì không? Dạ vâng, là cái các vị biết ở Mỹ thì bất cứ chúng ta làm cái gì cũng phải xin giấy phép, và đặc biệt là cái mang cái tính chất mà public như thế này là rất cần những cái đó. Thành ra chúng tôi cũng đã xúc tiến, cho nên chính vì vậy mà mình phải mướn cái trường học và cũng đã xin cái giấy phép để đi diễn hành từ chùa Giác Sơn về đến hội trường. Lúc đầu thì cũng khó khăn, tuy nhiên Phật Pháp nó màu nhiệm lắm. Thì rồi cũng có người này xuất hiện, người kia xuất hiện thì cũng giúp đỡ cho mình. Thì cuối cùng mọi thứ nó cũng đã thuận diện. Tất cả bây giờ đã ready cho cái ngày đại lễ Phật đản chung. Thành ra chúng tôi xin mời gọi các vị cùng hướng lòng về cái đại lễ như vậy, và để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Dạ vâng, Thanh Trúc cũng xin được phép là thay mặt cho quý vị đang theo dõi chương trình này, Thanh Trúc cũng như mọi người đều ngưỡng mong đại lễ Phật đản lần thứ ba ở tại Maryland được thành công và mang lại cái niềm hoan hỷ an lạc cho tất cả mọi người, Phật tử lẫn những người không phải là Phật tử, đối với một cái đại lễ ý nghĩa như thế này. Thưa thầy Thích Trúc Đại, Thanh Trúc xin cảm ơn thầy đã đến với chương trình, và Thanh Trúc cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày bình an. Xin được cảm ơn chị Thanh Trúc và các vị khán thính giả của đài PTN. Một lần nữa con xin đại diện cho chư tôn đức tăng ni trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thành kính cung thỉnh quý ngài, và kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử, nhân sĩ trí thức, các hội đoàn cùng đến tham dự đại lễ Phật đản chung tại tiểu bang Maryland vào ngày 5 tháng 5 năm 2019, và kính chúc tất cả quý vị luôn luôn được sống trong bình yên và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Xin quý vị đón xem vào sáng thứ bảy tuần tới vào lúc 11 giờ sáng giờ Washington. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Lan Phương kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần vui tươi và hạnh phúc bên người thân và gia đình.